ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm rau càng cua trộn với thịt bò. Nguyên liệu của rau càng cua trộn với thịt bò gồm có 100g thịt bò, 120g càng cua, hành tây 100g, đậu phộng 30g, 3 trái ớt, 9 tép tỏi, 4 muỗng canh nước mắm. Và đây là đường để làm nước mắm, một trái chanh, đường, muối, bột ngọt, bột nêm, mỗi thứ 1/3 muỗng cà phê và 1/4 muỗng cà phê tiêu. Trước tiên là mình cho vô đây nửa muỗng cà phê muối và mình ngâm rau càng cua. Và mình ngâm trong 15 phút. Tiếp theo ta đi sắt hành tây và băm tỏi, băm ớt. Mình lấy cái rễ hành tây ra. Đây là cái rễ của hành tây. Và mình xắt giống như muối cao. Tiếp theo, ta bỏ đá, ta ngâm hành tây để cho hành tây giòn và hết mùi hăng. Tiếp theo mình đi băm tỏi và băm ớt. Tỏi ớt băm xong rồi ta bắt đầu đi thái thịt bò. Và thịt bò thì mình thái sớ ngang. Tiếp theo ta để ướp thịt bò và mình trộn gia vị. Mình ướp một ít thôi. Còn lát nữa nếu có nhạt, nếu có mặn thì mình sẽ chừa lại. Và mình cho vô đây một ít tỏi. Và mình ướp trong vòng 15 phút. Tiếp theo là mình đi rửa càng cua. Và càng cua thì mình đã nhặt hết những cái này là cái bông của rau càng cua. Nhặt hết rồi, nó còn sót mấy cái. Nhặt hết mấy cái bông này. Và mình ngâm nước muối rồi, giờ mình rửa. Rau càng cua chứ rất là bẩn, phải rửa 3-4 nước. Theo tay rang đậu phộng và mình cũng rang lửa nhỏ. Đậu phộng của mình nó vàng rồi. Tiếp theo tay xào thịt bò.
cho một ít tỏi vô. Mình cũng để lửa nhỏ. Rồi bây giờ tỏi mình thơm rồi, ta bắt đầu đổ thịt bò ra xào. Bây giờ mình sẽ đổ hết những cái gia vị này vô. Và thịt bò mình gần chín rồi, ta bỏ hành tây vô ra xào. Nếu mình không thích ăn hành tây thì mình không cần bỏ cũng vẫn được. Rồi bây giờ hành tây của mình nó cũng tái tái rồi, ta tắt bếp, hành tây thì không cần ăn chín. Rau càng cua rửa sạch và để ráo. Bây giờ mình bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 10 phút để cho rau càng cua giòn. Tiếp theo mình đi làm nước mắm trộn gỏi. Mình cho vào đây một muỗng canh đường, một muỗng canh nước mắm và ba muỗng nước canh nước. Và mình sẽ quậy cho tan đường và nước tan đường. Và mình nặn vào đây nửa trái chanh. Và mình sẽ cho ớt và tỏi lên. Vậy là mình đã có một chén nước mắm để trộn gỏi. Tiếp theo là ta đi giã đậu phộng. Tiếp theo bây giờ mình bắt đầu đi trộn gỏi. Đây là rau càng cua mình mới lấy trong tủ lạnh ra. Và đây là thịt bò xào với hành tây. Và đây là nước mắm. Cái này là rau càng cua nhà mình hái ở ngoài cái vườn rau vô, chỉ được có 120g thôi. Mình có thể bỏ đậu phộng cũng được, mà mình không bỏ đậu phộng cũng được. Hay là mình không thích hành tây thì mình không bỏ hành tây. Rau càng cua này ăn rất tốt cho sức khỏe. Những người bị tiểu đường nên ăn rau càng cua.
Mình có thể để rau trong càng cua trong tủ lạnh 15-20 phút cũng được. Nó sẽ rất là giòn. Không, nếu ta không bỏ tủ lạnh thì ta có thể ngâm đá. Bây giờ ta có thể rắc lên một ít đậu phộng. Nếu mình không thích đậu phộng thì mình không bỏ cũng được. Nếu mình không thích ăn đậu phộng thì mình không bỏ. Hay là ta thích ăn cà chua thì ta bỏ trang trí cà chua chung quanh nhìn thấy rất đẹp. Và đây là món rau càng cua mình vừa mới làm xong. Vậy là mình đã hoàn thành món rau càng cua trộn thịt bò. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé.